Rồi. Rảnh ơi, ngâm hoài không rảnh ơi. Đây mới cầm dung à. Thank you.
mất cảm máy rồi sao qua vợ. Bây giờ ăn cơm mà không được yên nữa, cào cào vô lưới luôn. Có cái cào mà không cào vô lưới nữa. Thank you.
đi. Rồi mời cả nhà ăn cơm với tôm tít. Cá khoai. Dạ. Ăn đi cậu. Nay mấy anh phủ này bị tới giờ cơm còn bị trục trặc nữa. Cậu mà. Cái nhà ăn cơm với nhà ăn có tay ơi. Nóng mà. Cháu có tay đó, năm con. Nhà ăn kính cá chai. Chỉ có tay người phút thôi. Làm phút rồi. Chừa lại lên chứ bạn, chừa lại đâu ba con bốn con, hai con hả? Vậy chừa có hai con nhiêu? Đấy, giờ con còn cá nè, hai con bự hả? Chừng như đây là hai con, mấy cá cũng cự nữa. Coi đây bò đó đi, có bò ở này, còn ngoài này nó mới dính lưới ha, nhiều bò ở đâu dính lưới. Đúng là công chuyện bị cào vô lưới. Ăn cái đẹp ơi. Cái đẹp bẩn chút ra. Thuốc rồi. Bây giờ đi nghe đi nói chuyện gần gần đây tao ăn cơm tích quá trời rồi. Cơm uống được yên. Cơm uống yên. Hai cơm cái cay nữa. Dưa hương. Đi bầu. Tâm tích luộc liền vậy chắc. Dám nói dưa hương giống dưa hương. Em làm bộ không nói chứ có ai gạt hết trời hiểu quá hả. Cá chai ngọt ngon đại em lỗ đinh tùm đít gạch béo gạch nằm đó. Nguyên con dạ đã hết cúc đồ để mua lại phải bậy à. Ăn cũng gần ăn lại bậy lè chết rồi hết ham liền chứ dẻ cúc đầu xương không còn cúc đuôi thật xong rồi ăn cúc đuôi ngộ vậy con ơi gấp gấp rồi chúng kém ăn mà cũng lộn với cả nhà ơi. Bây giờ mình xin chào cả nhà đi ăn cơm ơi. Bây giờ mấy anh em xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà.